Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với kênh Việt GS 1040 tại Mục Tin Thế Giới, được thực hiện tại Cali ngày thứ Sáu 8 tháng 5 năm 2020. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị một số tin tức thế giới được tổng hợp trong ngày như sau. Trước tiên xin nói về tin tức về nước Mỹ. Thì có một số tin tức đáng chú ý về nước Mỹ. Thứ nhất là tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đã tăng vọt lên tới 14.7%. Và người ta đã ghi nhận rằng cái con số kỷ lục 20,5 triệu việc làm của Mỹ đã bị mất trong tháng 4. Có lẽ tháng 4 năm 2020 sẽ được đánh dấu trong lịch sử nước Mỹ là tháng mất việc lớn nhất kể từ khi các quan chức bắt đầu theo dõi. Cali sẽ bắt đầu tiến hành nới lỏng một số hạn chế ngày hôm nay. Đó là tin cập nhật lúc 8 giờ 30 sáng ngày 8 tháng 5 năm 2020. Trong một diễn biến có liên quan, Cali đã trở thành một bang đầu tiên vay tiền từ chính quyền liên bang để đủ khả năng chi trả số trường hợp trợ cấp thất nghiệp đang gia tăng vì Covid-19, theo đài Fox News cho biết. Và tiểu bang này là tiểu bang đông dân nhất trên toàn quốc và đã vay 348 triệu đô. Phát ngôn viên của Bộ Tài chính Mỹ đã cho biết như vậy. Một cái tin vui về nước Mỹ. Gần đây, như chúng ta biết rằng bà con cũng như là trên online bàn tán rất nhiều về việc cái gói cứu trợ tiếp theo của chính phủ Mỹ. Có người thì nói rằng là sẽ có cái gói cứu trợ mỗi người lần đầu tiên sẽ được 2.000, sau đó thì mỗi tháng tiếp tục mỗi người 2.000 nữa. Nhưng mà cũng có nguồn tin nói rằng lần đầu tiên thì được 2.000, sau đó mỗi tháng mỗi người được 1.000, kéo dài đến khi cái tỷ lệ thất nghiệp trở lại mức cũ, hoặc là cái tình hình Covid nó khả quan hơn, vân vân. Rồi tuy nhiên, đây là cái tin chính thức là Tổng thống Trump đã cân nhắc gói cứu trợ kinh tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7 tháng 5 loan báo chính quyền của ông đang xem xét các biện pháp kinh tế bổ sung có thể thông qua các sắc lệnh hành pháp để hỗ trợ thiệt hại cho đại dịch Covid Corona gây ra. Đáp lại cái câu hỏi của một phóng viên tại Tòa Bạch Ốc rằng liệu có thêm các khoản trợ cấp trực tiếp cho công dân hay không, thì ông Trung nói như vậy: điều gì đó có thể xảy ra, có sự bàn luận về một điều gì đó sắp xảy ra và chúng ta sẽ biết điều gì xảy ra. Như vậy thì chúng ta cứ yên tâm là có khả năng sẽ có cái gói cứu trợ thứ hai hoặc là thứ ba rồi đó, hay quý vị cứ tin tưởng như vậy. Một tin đáng chú ý khác là theo Đại học John Hopkins thì họ thống kê như vậy: tại Hoa Kỳ đã có 1.292.879 người mắc bệnh, cái bệnh này hiểu là Covid-19 nha quý vị, và 76.942 người tử vong, trong đó có 189.910 người hay là ca đã hồi phục. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, mặc dù Tổng thống Trump đã cố gắng thúc đẩy mở cửa lại nền kinh tế, nhưng hy vọng cho sự phục hồi nhanh của nền kinh tế có lẽ đang mất dần đi. Tuần này, nhiều người Mỹ cũng nhìn nhận ra rằng thực tế mọi thứ khi mở cửa ra quá sớm và các biện pháp giữ khoảng cách xã hội được nới lỏng có thể sẽ gia tăng đột biến các cái ca nhiễm COVID-19. Lần đầu tiên, Tổng thống Trump cũng có phần thừa nhận rằng số người Mỹ có thể chết tăng thêm khi các tiểu bang bắt đầu mở cửa trở lại và những hạn chế đối với đời sống kinh tế được nới lỏng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng mở cửa kinh tế là mở cửa để làm ăn lại, nó tác động đến nền kinh tế. Nhưng mà trong cái điều kiện mà COVID-19 nó vẫn còn phát triển thì chúng ta cần phải rất là cẩn thận và luôn tuân thủ những cái gì mà các cái chuyên viên y khoa hoặc là y tế đã hướng dẫn cho chúng ta. Nói về tin thế giới, chỉ trên thế giới hiện nay có 3.918.745 trường hợp mắc bệnh,
trong đó có 270.769 người đã tử vong. Cụ thể, Tây Ban Nha có hơn 256.855 người mắc bệnh và 26.070 người tử vong. Còn Hoa Kỳ thì như đã trình bày ở trên, xin nhắc lại là có 1.292.879 người mắc bệnh và 76.942 người đã tử vong. Tại Italy thì có 215.858 người mắc bệnh và 29.958 người tử vong. Tại Anh có 206.715 người mắc bệnh và đã có 30.615 người tử vong. Ở cái bản tin thứ ba mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị, đó là tin về Việt Nam. Tính đến 21 giờ ngày 8 tháng 5 thì Việt Nam không ghi nhận ca mắc bệnh COVID-19 nào mới cả. Việt Nam đã có 288 trường hợp mắc COVID-19, tổng cộng 241 người đã được chữa khỏi. Ngoài ra, có một cái tin thêm là các chuyến bay đưa hơn 340 công dân Việt Nam tại Mỹ về nước đã hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh ngày hôm nay. Hành khách cùng phi hành đoàn đã được kiểm tra y tế và cách ly tập trung theo quy định khi trở về trên chuyến bay từ San Francisco, bang California, Mỹ, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao. Các công dân về nước đi từ nhiều tiểu bang của Mỹ, gồm có cả trẻ em dưới 18 tuổi, du học sinh không nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa, người cao tuổi, người có bệnh nền và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác. Chuyến bay dự kiến trở về vào ngày 2 tháng 5, nhưng bất ngờ bị hoãn lại do vướng mắc về giấy phép bay, khiến một số công dân bị kẹt tại sân bay San Francisco. Họ phải thuê phòng trong sân bay hoặc gần đó để mà chờ ngày trở về. Một cái bản tin tiếp theo chúng tôi muốn nói quý vị, muốn chuyển tải cùng quý vị, đó là tin về nước Anh. Số ca tử vong vì COVID-19 tại Anh đã vượt quá 30.000 ca phát hiện biến thể suy yếu của virus corona mới, theo các nhà khoa học của Anh. Ngày 7 tháng 5, thì Ngoại trưởng Anh là ông Dominic Raab khẳng định không có bất cứ phép màu nào để ngăn chặn tình trạng lây lan của dịch bệnh COVID-19 ở các cơ sở dưỡng lão, bệnh viện. Song nước Anh tự tin có kế hoạch khả thi nhằm giải quyết vấn đề này. Bản tin tiếp theo là bản tin về nước Pháp. Tính đến ngày 8 tháng 5, Pháp đã tăng thêm 178 trường hợp, lên tổng cộng 25.987 người đã nhiễm bệnh. Ngoài ra, nước Pháp cũng ghi nhận 23.208 bệnh nhân COVID đang nằm viện, trong đó có 2.961 người thuộc diện chăm sóc đặc biệt. Như vậy, số bệnh nhân nặng cần hồi sức tích cực ở Pháp đã giảm đi liên tiếp suốt 29 ngày qua. Tổng số ca dương tính với COVID-19 tại Pháp tới thời điểm này là 174.791 người, tăng 600 ca so với một ngày trước. Bản tin tiếp theo là bản tin về đất nước Tây Ban Nha. Đây là một đất nước huyền thoại về du lịch. Nhưng mà Tây Ban Nha ngày 7 tháng 5 lại chứng kiến những tín hiệu đáng ngại khi số ca tử vong có dấu hiệu tăng trở lại. Tây Ban Nha ghi nhận tổng cộng 256.855 người bệnh nhân COVID-19, trong đó có 26.000 ca tử vong, tăng 213 ca so với một ngày trước đó. Hiện Tây Ban Nha đang đứng thứ hai trên thế giới sau Mỹ về tổng số ca mắc COVID-19 và đứng thứ tư thế giới về số ca tử vong sau Mỹ, Anh và Ý. Quốc hội Tây Ban Nha đã thông qua đề xuất của Thủ tướng về việc kéo dài lệnh khẩn cấp quốc gia thêm 2 tuần. Theo đó, lệnh khẩn cấp sẽ hết hạn vào ngày 10 tháng 5, thì sẽ tiếp tục có hiệu lực đến ngày 23 tháng 5 tới. Bản tin tiếp theo, chúng tôi sẽ muốn chuyển tải cùng quý vị để tin về nước Nga. Tại Nga, ngày 7 tháng 5, nước này đã ghi nhận 11.231 ca nhiễm COVID-19, mức tăng kỷ lục tính theo ngày, nâng tổng số ca mắc bệnh COVID-19 lên 177.160 người. Lực lượng đặc nhiệm về COVID của Nga cho biết, trong một ngày qua đã có 88 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 ở nước này lên tới 1.625 người.
Trong đó, Moscow vẫn là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 6.703 ca nhiễm. Phát biểu trong chương trình thời sự trực tiếp trên kênh truyền hình Russia 24, thị trưởng Moscow cho biết rằng số ca nhiễm COVID-19 thực tế ở thủ đô Nga có thể đạt từ 2 đến 2,5% dân số, tức là tương đương khoảng 300.000 trường hợp. Bản tin tiếp theo là xin nói về đất nước Italy, tức là nước Ý đó quý vị. Thì cơ quan bảo vệ dân sự Ý công bố trong ngày qua nước này ghi nhận 1.401 ca mắc COVID-19, đưa tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 lên 215.858 người. Số ca tử vong vì đại dịch ở Ý cũng tăng thêm 274 trường hợp lên tổng số 29.958 người. Tin tiếp theo là tin về nước Nhật. Ngày 7 tháng 5, một số vùng của Nhật Bản đã mở cửa trở lại các cái trường học sau một thời gian đóng cửa để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Các trường học ở hai tỉnh Aomori và Tottori là những trường đầu tiên của Nhật Bản đã mở cửa trở lại, mặc dù nước này đang trong tình trạng khẩn cấp, được Thủ tướng ban bố tháng trước và kéo dài đến hết ngày 31 tháng 5. Bộ Y tế Nhật Bản cho biết chính phủ nước này đã cấp phép thuốc kháng sinh Remdesivir do công ty dược phẩm Mỹ bào chế để điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh COVID-19. Đây là loại thuốc đầu tiên tại Nhật Bản được cấp phép để chữa trị căn bệnh nguy hiểm này. Bản tin cuối cùng chúng tôi muốn truyền tải cùng quý vị đó là tin về Hàn Quốc và Đông Nam Á. Tới sáng ngày 8 tháng 5 thì Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng 10.810 trường hợp ca mắc COVID-19 và 256 trường hợp tử vong. Đến ngày 7 tháng 5, Đông Nam Á ghi nhận tổng cộng 54.200 ca mắc bệnh COVID-19 với trên 1.800 người tử vong. Trong 24 giờ qua, chỉ có hai nước là Indonesia và Philippines ghi nhận ca tử vong vì COVID-19. Song cũng có 8 nước ở khu vực này thông báo với các ca dương tính với COVID-19. Theo thống kê của trang Worldometer Info ngày 23 lúc 23 giờ 59 phút ngày 7 tháng 5, khu vực Đông Nam Á có tổng cộng 54.287 trường hợp dương tính với COVID-19, tăng 1.494 ca so với một ngày trước. Kính thưa quý vị, tin tức về Hàn Quốc và Đông Nam Á đã kết thúc bản tin thế giới được tổng hợp bởi kênh Việt US 1040. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Nếu thấy video hữu ích, xin quý vị vui lòng đăng ký, like, share cho kênh. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai cũng tại mục tin thế giới của kênh Việt US 1040. Một lần nữa xin kính chào và chúc sức khỏe toàn thể quý vị.